Giá lúa gạo hôm nay 23 tháng 1 tại thị trường nội địa điều chỉnh giảm mạnh với mặt hàng gạo từ 400, 500 đồng một kg. Thị trường giao dịch chậm, thương lái chờ giá giảm hơn mới mua vào. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay thị trường lúa vẫn khá trầm lắng. Giao dịch lúa mới chậm, sức mua yếu. Theo cập nhật của tỉnh An Giang,

trong khi đó, giá gạo các loại quay đầu giảm mạnh. Theo đó, tại các kho gạo chợ ở An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu OM18, Đài Thơm 8 ở mức 14.100, 14.200 đồng 1 kg, giảm 500 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu OM5451 dao động quanh mức 13.700, 13.800 đồng 1 kg, giảm 400, 500 đồng 1 kg.

IR504 ở mức 12.700, 12.900 đồng 1 kg, gạo SCT24 dao động quanh mốc 18.000, 18.300 đồng 1 kg, SCT21 ở mức 17.300, 17.500 đồng 1 kg. Tại các kho xuất khẩu, giá gạo không có biến động. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR504 Việt duy trì ở mức 13.050, 13.150 đồng 1 kg gạo nguyên liệu dao động ở mức 12.900, 13.000 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu sóc trăng ở mức 12.250, 12.350 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu om 5.451 ở mức 13.700, 13.800 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu om 18, đài thơm 8 ở mức 14.050. 14.150 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, hôm nay giá gạo nguyên liệu các loại giảm mạnh nông dân chào bán nhiều nhưng thương lái ít mua chờ giá giảm thêm tại kiên giang lúa gạo về ít chủ yếu lúa campuchia tại các kho gạo lớn ở tiền giang an giang đồng tháp giao dịch mua bán lai rai một số kho mua nhưng lựa mặt gạo mua cầm chừng trên thị trường xuất khẩu giá gạo xuất khẩu của việt nam duy trì ổn định sau phiên biến động theo hiệp hội lương thực việt nam vfa Hiện giá gạo 25% tấm ở mức 617 đô la Mỹ một tấn, gạo 5% tấm ở mức 652 đô la Mỹ một tấn. Giá heo hơi ngày 23 tháng 1, trên cả ba miền biến động từ 1.000, 3.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 50.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Cụ thể, Tại Hà Nội giá heo hôm nay giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg xuống mức 55.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên đạt mức giá 55.000 đồng 1 kg sau khi giảm 2.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống mức 56.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định đồng loạt đi ngang hiện được thu mua với mức 56.000, 57.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 55.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đồng loạt tăng 3.000 đồng 1 kg lên mức 54.000 đồng 1 kg và 55.000 đồng 1 kg. Cùng tăng 2.000 đồng 1 kg là tỉnh Bình Định, Đắk Lắk hiện đang được thương lái thu mua với mức 53.000 đồng 1 kg và 55.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa tăng 1.000 đồng 1 kg lên 52.000 đồng 1 kg. Tương tự, tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức 55.000 đồng 1 kg. Ngược lại, tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa giảm 1.000, 2.000 đồng 1 kg xuống mức 52.000 đồng 1 kg và 54.000 đồng 1 kg các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đạt mức giá 55.000 đồng 1 kg và 56.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam ở mức giá thấp hơn 52.000, 53.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 52.000, 56.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam Cụ thể, tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu cùng tăng thêm 2.000 đồng 1 kg lên mức 55.000, 56.000 đồng 1 kg. Tương tự, tỉnh Bình Phước, Bình Dương cũng tăng 2.000 đồng 1 kg lên 54.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên 51.000 đồng 1 kg. Tỉnh An Giang cũng tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức 52.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tỉnh Vĩnh Long đang được thương lái thu mua với mức giá 53.000 đồng 1 kg. Cùng đạt mức 51.000, 52.000 đồng 1 kg là tỉnh Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Như vậy, giá heo hơi, hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 50.000.

Ure Malay hạt đục, 390.000, 780.000 đồng một bao. Ure Brunei hạt đục, 420.000, 730.000 đồng một bao. Phân giáp. Hồng Hà, 950.000, 980.000 đồng một bao. Đình Vũ, 600.000, 840.000 đồng một bao. Đức Giang, 900.000, 940.000 đồng một bao. Philippines, 950.000.